Lai có được sử dụng trong Dry Action hay không? Trong các sách về giao dịch PA, chúng ta thường thấy các trader có hướng dẫn vẽ trend line để giao dịch. Tức là khi ta nối hai đỉnh hoặc hai đáy lại với nhau, sau đó sẽ xuất hiện PA signal thì sẽ vào lệnh ngay luôn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ 6 hàng tuần. Và cứ đúng khung giờ này, các bạn hãy vào YouTube gõ từ khóa Sơn Forex để xem video đầu tiên các bạn nhé. Một khái niệm khác, trendline như một kháng cự hỗ trợ xiên. Tức là thay vì nằm ngang thì nay nằm xiên, nằm xeo xéo cũng là một ý. Ngoài ra, còn có người giao dịch theo mô hình với PA signal và xem đó là vùng cản bình thường. Hôm nay tôi sẽ giải thích lý do tại sao. Rõ ràng khúc này thì những bài sau sẽ không làm mọi người phân vân về trendline. Dù sao thì những ý kiến trên không nằm trong cách vẽ kháng cự hỗ trợ của cá nhân tôi. Tôi không cho rằng chúng đúng hay sai, tôi nhận thấy chúng dư thừa đối với phương pháp của tôi. Tôi cần sự đơn giản hơn như vậy. Tôi quay về với ba yếu tố cơ bản của price action là trend, level và signal. Chúng ta thường để line, trend line vào thư mục level, nhưng nếu so với lý thuyết mô hình higher high, higher low hay lower high, lower low, điển hình thì trend line lại phù hợp vào thư mục trend xu hướng. Tư duy của price action sẽ mua và bán dựa trên level ngưỡng cản chứ không mua bán trên xu hướng. Như vậy ở đây, nếu nối các đỉnh và đáy thì chúng ta sẽ ra đường trendline. Và đường trendline này cho các bạn xu hướng giảm rất rõ ràng, nhưng để mua bán thì cần xem xét lại. Nhìn ở hình thứ hai, rõ ràng chỉ cho bạn ở mức là xu hướng. Còn tôi của ngày xưa và hầu như tiếp xúc với trendline thì sẽ xem là sự mua bán tại đây. Đụng trên dưới mua trên, đụng trên trên bán dưới. Về tổng quan, tôi nhận thấy tỷ lệ risk reward của phong cách này rất thấp, 1, 1.5 hoặc 1, 2 là maximum, và thứ hai là đôi khi stop loss quá xa. Và đây là tư duy của người theo price action. Bạn có thể thấy, bạn hoàn toàn có thể đạt được 3R với stop loss rất thấp trên khung daily. Stop loss bên price action theo tôi là ngắn và rất hợp logic, không tự nhiên mà lại đặt stop loss tại đấy. Lý do tôi sẽ giải thích cho các học viên của mình. Vì stop loss ngắn nên vô tình sẽ nâng cao tỷ lệ risk reward của bạn lên rất tốt. Vậy lúc này bạn cần duy trì phong độ các lệnh win của mình khoảng 45-50% là hoàn toàn có lợi nhuận từ thị trường. Chốt lại bài toán, mỗi một trong trend level signal đều có những vai trò đặc quyền riêng của chúng. Chúng không nên được sử dụng và vi phạm giới hạn của nhau. Trend xu hướng. Lúc này bạn chỉ cần quan tâm là xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang, chỉ vậy thôi. Theo tôi thì đừng chế biến thêm vì bộ ba này đã đủ trọn vẹn. Level ngưỡng cản. Đây mới là vai trò để mua bán. Bạn đọc lại mục của tôi xem, Big Money chỉ quan tâm đến ngưỡng để họ mua và họ bán. That's it. Signal, dấu hiệu. Tự chung là dấu hiệu rõ ràng và không rõ ràng. Chúng đều là dấu chân của Big Money nói riêng và là đám đông nhà giao dịch nhỏ nói chung. Lúc này, ta mượn PA Signal để đánh hơi dòng tiền lưu chuyển của các Big. Bạn không thể nào chạy qua Mỹ, sọc vào ngân hàng của tài phiệt và đòi xem bọn họ sẽ làm gì nếu bạn buy sell theo. Nó bắn cho mẻ đầu. Và manh mối duy nhất dành cho bạn là nến và dữ liệu giá. Bạn xem hình ảnh cụ thể cuối cùng nhé. Mọi thư mục của trend, level, signal đều có vai trò riêng của nó. Đừng nhầm lẫn chúng vào nhau. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới. Xin chào và hẹn gặp lại.